Hello, chào cả nhà. Hôm nay Nhung Hà có bạn tới chơi. Thì có em Rachel với lại em Cody tới nhà chơi cả nhà. Nên là hôm nay mình rủ hai em đi ra vườn cùng với mình thu hoạch rau củ nha cả nhà. Sad. Did? She love it. I do. She ran from I went to the grocery store. You did? What? Yeah, see? Oh, I told her don't wear that hat. Don't wear that hat. Yeah. Mọi người xem em mình tặng em Rachel cái nón em đội đi vòng luôn cả nguyên thị trấn mà ông xã mình nói đừng có đội cái nón này đi ra ngoài. Let's go get rau cả nhà ơi, đi hái rau cả nhà ơi. Bên đây. I like how you put that. That's strawberry. For the Thảo strawberry. So come out here. I give you some my first strawberry. Let's go. Are they ready? Yeah, it's ready already. Oh yeah. This is my dad. Oh my. Whoa. Yes, that was your garden. See, that's the thousand tail we planted last time, remember? See her need to change the dirt, see how they're good in here. Mm-hmm. So do you water twice a day? Yeah, if I had time, if not I'm just one at the when I come from work, then not much. That's the flower. Lavender. That tree. You recognize this? Yeah, I do. Recycle. Recycling. Yeah. Do you know where is it? Yeah, from the hay. Yes. From the farm. So I collect all that and make my fence. See? You can use it. It's second year now. It's still good, right? Mm-hmm. Năm ngoái đó cả nhà mình đi làm á, mình cái cột bò gì mấy cái cột mà để rơm cho bò ăn á, mình lấy về mình làm hàng rào. It's hard work. See here, take some. Do you like radish? I do. Okay, take some home eat. See, you had a lot here. Oh, they're so cute. See. Mm-hmm. My husband loves it. They're hot though. They're hot? No, this one not hot, but I like this one because it's not hot. Hmm. But they cute. I don't like much hot, so that's why I grow this type. My husband like more hot. You like hot? I don't like much hot. Hmm. My husband does like some hot. Oh, that's cute, huh? That's a big one. Dễ thương quá. Nhổ mấy củ cải cả nhà ơi. Nay rủ em Rachel đi nhổ củ cải. Đó. Dễ thương chưa? Để xem có củ nào bự nữa không? Is it any big? Oh, here, big one here. Mm. Oh, nice. Cute. We get some lettuce at home, huh? I come here, I like to share with you with my strawberry. See my strawberry? Oh, you got lots of strawberries. Yeah. Oh. See it? Take it off. This one. Yep. That one there is beautiful. Can you take it him off, honey? This stuff. Wow. That dâu này dễ thương chưa cả nhà ơi? That is a beauty there. Yeah, hai quả dâu này tặng em Rachel. Yeah, you did a good job. Thank you. Oop. This year. They're not quite ready, Num. It's for you. Thank you. You're welcome. So, get one for Cody. See, take two of them. Can you take that thing off? Yeah. It's not ready, but still red. Yeah. It's not fair. We eat, you not eat. Oh, it's red. See this one? Yeah. Yeah, quite a red. Not well, like this you, one, though. No. If you leave them for a while, though. Yeah. Yep. Yeah, right. Ba trái đầu tiên. More. That one hot. Oh. This, honey, try it. It's hot. Yeah, ông xã thích cái màu tròn nó hơn. Thì thay họ, the other one not that hot. Ông xã anh thích cái tròn tròn này hơn. Ý cái này màu tím nè. Oh, wow, this is a purple. This is a purple one. Dễ thương chưa? Màu tím. Ô, quả này nó bị nở rồi nè. Oh, you're so pretty. Someone eat them. See it? If I'm not protecting, it gonna come and eat like this one. Hmm. Yeah,
It's a big one too. Bên đây cái mớ salad này quá chừng tốt luôn cả nhà ơi. It looks pretty. Thank you. Slick possum. This one? No, no. This, yeah, that's a lick. Possum. Oh. Yeah, pour it. Trunk. Horror. Horror. There you go. Mm-hmm. Take a couple. Take a couple? Yeah. How do you eat leek? Oh, you just eat like onion. You chop them up and cook with the food like onion. Okay. Uh-huh. Tell your mom how to do it. Mm-hmm. Uh-huh. Take some home. Take some? Yeah. You just take the leaves. Like this, take the leaf around, like this. Take some home and eat and share with Rachel mom and your friend. Oh, yeah. I had many. I picked this and 3 days later, it come like this again. So really? I had to pick around. So if I don't pick them, it turn old anyway, so. Yeah. I like to share with my friend, family. Mm-hmm. Pick some like Rachel. Pick like this around. Pick around. It's still young. And you let it few days later, it's gonna turn old. So mm-hmm. I like to pick them when it's still young. Hai salad cả nhà ơi. Mấy chị em đang hái salad cả nhà, vui không? Có bạn đến nhà là mình cứ là liếu lo. Oh my lettuce. Yeah. Lettuce good, huh? That's yeah. Gonna be a good salad. Yes. Yeah. Whoa. Share with your friend. It's gonna have. I had a lot some more 3 days later, so don't worry. Yeah. It's a lot. It'll. Oh man. It's gonna come. That's out. A lot. That's okay. Share with your friend. And later, about 3 days, I had to ask some more friend help me eat them because I had too many. And I love to grow, but I'm not eat much. Yeah. You can't eat it all. Yes. But it's fun to grow though when you yeah. see it grow. Yeah. See? Oh, it's don't they do something up in town where she can take all this stuff and sell it? Probably. Yeah. Yeah. Are they opening that soon? When they do, I don't know. I have no clue. They're probably not ready to open it. Hai chị em hái cải kheo nữa cả nhà ơi. Cải kheo quá chừng luôn. Hai chị em hái cải kheo. It's a 1,000 kale shengibi. It's big kale. Yeah. It's a really big. It's gonna be bigger than this one. Have you had kale chips before? Yes, it's really good. I don't try big stuff with the olive oil. You know, it's really good. Got a call? Yeah. Had a call? Rồi bên 911 là chuẩn bị gọi cả nhà ơi là có chuẩn bị có người cần giúp. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Yeah, put it down. Put it down. Put it down. Let's go. Go go. Yeah, go go go. Hai bạn đó là 911 gọi là chạy rồi đó nha. Đó chạy đó. Giúp người cả nhà. Hôm nay quá chừng nắng luôn cả nhà ơi, đội cái nón lên nha. Hồi nãy là em Cody với lại em Rachel á nha. Em là nói chung là hai em làm trên farm cùng với mình luôn. Nhưng mà thêm nghề chính của hai em là nghề 911 là phòng tránh trường hợp khẩn cấp á cả nhà. Nên là hả nãy là có cuộc gọi là hai em chạy rồi đó. Nên là bây giờ mình hái thêm một mớ này nữa để lát nữa hai em về á. Mình bỏ vô bịch á. Em mang về ăn. Chứ rau mình nhiều quá mình ăn không hết. Có gì em chia sẻ cùng với bạn bè của em đó. Để ăn sau mình hái thêm một mớ cải kheo nữa nha. Quá chừng cái lá đã chưa nha. Đó, non không á. Chỗ cái lá này là đại ca nhất này. Nó to đùng luôn. Đã chưa. Này chị Jen mà chị thấy là chị nói trời ơi em ơi, sao rau chị nó không tốt được vậy. Tại vì trên chị đất á, hiện tại nó vẫn còn đang rất là nóng á. Đất của chị
cần phải thêm 2 năm nữa hoặc 1 năm nữa thì nó mới tốt được. Tại vì chỉ dùng đất nói chung là còn nhiều chất nóng quá nên là cây nó không phát triển nổi luôn. Còn mình thì mình đã pha đó, đất thường với lại đất phân bò á, còn chỉ là nói chung là phân dê luôn á, nên là nó nóng á, cái rễ nó đâu phát triển nổi đâu. Nên là phải cần khoảng 2 năm nữa thì mới được. Quá chừng rau nó tốt. Dễ sợ, với lại mình tưới phân cá vậy đó cả nhà. Nó thích phân cá vậy lắm. Mình tưới vô là rau nó xanh mướt à. Nè, đã chưa? Lát nữa em nói chỗ chị Nhung ơi, chị cho nhiều quá chị. Thế nào mình đoán được luôn. Tại vì lúc nào mình cũng hái nhiều quá, mọi người ăn không hết đó cả nhà. Rồi mọi người mà nói ăn không hết thì cứ đi tặng bạn bè đi, chứ mình nhiều quá. Quá không, em chạy mà cái bụt tóc của em vẫn còn ở đây luôn nè. Đó, ngày nay quanh quanh là vậy đó cả nhà. Khi mà có cuộc gọi cái là làm gì làm, đang ăn cũng dục đó, đặng đi cứu người rồi nha. Hai em là nghề đó đó, nghề chính luôn á. Còn nghề trên farm là chỉ phụ thôi. Cái này là cải kheo, này là gọi là narrow kheo, là cái nó dài dài nhọn nhọn vậy nè. Đó, còn này là cải salad xoăn, cải kheo mà xoăn đó. Nhiều lắm mà nhà ơi. Đây nè, hái thì bớt đi chứ, nhiều quá ăn có hết đâu. Hái chừng 2 ngày sau nó lại ra nữa rồi, nhanh lắm. Rồi, mới một mớ đã chứ cả nhà ơi. Một mét cải kheo nữa nè, trời ơi nó xanh mướt luôn. Mé bên đây là cải cầu vồng nè cả nhà, đã chưa? Mình thấy nó cũng xanh quá chừng luôn rồi. Mình cũng hái cái lá luôn đi, đủ màu sắc luôn nè. Này là màu trắng nè, phải không ta? Hơi trắng thôi. Đúng là bảy sắc cầu vồng thiệt luôn. Đã quá. Này màu đỏ nè nha. Lá này già rồi, lá này còn ăn được nè. Trời, nó non ghê gớm luôn. Cái này màu trắng nè, nó đã dễ sợ nha. Có ai ăn rau không? Ý, cây này sao mà nó bị cái lên ngồng rồi, hái trên cái ngồng luôn. Cây màu này đẹp quá, màu hồng, màu hồng hay màu đỏ ta, màu hơi hồng hồng đỏ nè, đẹp ha. Đó, màu vàng nè nha. Đó, bên đây màu trắng nè. Màu trắng này lá bự ghê luôn. Bao la. Đây. Đó. Bên đây nữa nè nha. Wow, màu đỏ đẹp quá. Một mệt luôn rồi. Mình lá này to nè. Lá này to nè. Rồi, hai lá này ngon được rồi. Đây này cũng ok. Cái lá này màu vàng cái nữa. Bị ghiền cả nhà ơi. Mình sẽ tặng em một cái bắp cải thảo nữa. Còn ba cái bắp cải thảo mình sẽ tặng em Rachel một bông. Đó. Xoay nha cả nhà. Xong rồi cái vô á, mình rửa cho sạch á, xong rồi hai em lại á. Nguyên cái bắp cải thảo đã chưa cả nhà. Ê, thì lọ mới dưới này, chắc nụi luôn cả nhà, đã gì đâu luôn á. Cả nhà ơi, thì hôm nay thu hoạch được nhiêu đây nè cả nhà. 3 mét, 2 mét một rổ, một ít dâu tây, một ít tỏi tây, củ cải đỏ, xà lách, cải cầu vồng và cải kheo cả nhà. Like stuck her hand out to like stop the fall. Oh no. And her bone was out. Oh, that hurt. Yeah.
bad accident. Yeah, hai người nãy là đật chạy đó, là bị cả nhà biết bị gì không? Bị gãy tay, không có lưng ngồi xe được luôn, là phải đi xe trực thăng về bệnh viện cả nhà. Is Rachel try the travelry? Thank you, Noom. You're welcome. Is it sweet? I think this smells sweeter than that one. Yeah, this one's super good though. Oh, it's still good. Yeah, hai quả đều ngon cả nhà ơi. Is you sweet or sour? Sweet. Sweet, yay. Yeah. Just like me. Oh, yeah, you are sweet. Chị nói trái dâu tây ngọt ngào như chị, như em. Thử trái này cả nhà. Not that bad. Quả này chua chua ngọt ngọt. I'm really happy you guys come. Next time come more often. Have me eat some more vegetable. Yeah. I'll bring my tea set and we could do tea one day. Hmm? Yeah. What's happening? Tea. The tea. Oh, okay. Yeah. We can drink some tea. Why don't you come? Call your mom. Come here too. Oh, my mom would like it. Yeah. Come on. Come here and harvest some vegetable home. If it's too much, just share with your friend. Okay. Yep. I have many. Just eat, and have to eat some more. Oh, you got too. I do have rhubarb. Mm-hmm. Yeah, nice. You see it? Yeah, I do. Then, right here. No, not rhubarb. That's sweet chard. This? What is this? Sweet chard. That's a rainbow sweet chard. It's not rhubarb, so it's messy. Rhubarb sour. I know. It makes pie. I know, it's good. Yeah, Jen said it makes pie really good. Mm-hmm. But you do like rhubarb and strawberries together? Yeah. Very super good. Gonna be good, huh? Next time my rhubarb come up. We do? Yeah, we make something? Then we make some pie. Okay. It's gonna be fun, huh? You're gonna make me chubby, Noom. What's that mean, chubby? This, yeah. Oh, big girl! Em Rachel nói, chị đừng làm em mập nha. Hai em dễ thương gì đâu hả nhà ơi. I hope the person is okay. It's okay. She'll be alright. Yeah. She might keep her on. Okay. He said that I didn't know this because I was kind of helping out, not like really close with everybody. But the daughter was in the vehicle too. Oh. Whoa, there's even more. It's a little bit. Fine. There we go. I love to grow, but I cannot eat all of them, so I just call my friend, help me eat some. Yeah. I cut it. Mm-hmm. I cut like this, and it's gonna be it grows back again. So I just eat the leaf and let the root down below grow back. These are interesting. Oh, seeds. Yeah, you can eat this one too. You eat the seed? You don't need to eat on the top. Just mix at the bottom. It's right here. Amazing. Thank you. Yeah. It's juice. Get your mom. Yeah. Get some in the store. And you just put them in the bucket like this. And you they grow. It's whole year. You just cut like this. It come back. It come back. Yeah. It's really good. Oh, good. You can do that with avocados. Really good. Yeah. We will. Okay. Bye. Thank you for coming. Yeah, I really appreciate it. Lunch was amazing. Huh? Lunch was amazing. Thank you. Yeah, it was super good. Thank you. Rachel, bye mọi người. Bye bye. Rachel, chào cả nhà nha. You should make a pillow out of this. Em Rachel, em kêu làm cái gối với rau củ ngủ luôn. Bye.